Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về các cái công cụ để tạo hiệu ứng cho Corel. Hiệu ứng của Corel thì nó có tương đối nhiều. Nó gồm có công cụ làm trong này và nhóm công cụ tạo hiệu ứng tương tác, bao gồm là Extrude là để làm khối, mô phỏng khối không gian 3 chiều. Envelope là để cung cấp cho chúng ta những khuôn dạng để bóp méo, biến dạng các đối tượng. Distort là để làm bóp méo đối tượng nhưng mà thao tác bằng cách là gia giảm các tham số của cái hiệu ứng này trực tiếp trên đối tượng. Blend là tạo các cái chuỗi trung gian giữa các đối tượng. Và contour là để tạo ra các cái đối tượng mang tính chất là đồng dạng, đồng tâm đối với đối tượng mẫu. Drop shadow là để tạo bóng đổ cho các đối tượng ở trong Corel. Thế thì trước đây thì cái nhóm công cụ này thì cái transparency tool, cái công cụ mà làm trong thì nó được tích hợp chung với cái nhóm mà mấy công cụ vừa rồi. Tuy nhiên là sang cái phiên bản 7 thì nó bắt đầu tách ra, nó vứt ra ngoài thành ra một cái hiệu ứng riêng. Đấy. Và ngoài những cái công cụ mà thuộc dạng gọi là hiệu ứng mà nằm ở trong hộp công cụ thì nó còn có một vài cái nữa. Thì nó được đặt ở trong effect, thì bao gồm là một số cái nó có tính chất lặp lại, tức là vừa nằm ở trong công cụ vừa nằm ở trong cái menu effect này. Đấy, ví dụ như là blend này, contour này, envelope này, distrue này thì là những thứ mà vừa nằm ở trong hộp công cụ vừa nằm ở trong lệnh này. Thế ngoài ra nó còn có thêm một vài cái mà nó lại thuộc dạng là chỉ là lệnh này thôi. Thì nó bao gồm là bevel, là lens, artistic media. Đấy, và thêm một cái nữa là add perspective. Đấy, thì đấy là những cái thứ công cụ hoặc là những cái lệnh để mà tạo hiệu ứng ở trong Corel. Thế bây giờ chúng ta sẽ diễn giải từng cái hiệu ứng. Đầu tiên là làm trong. Làm trong thì các bạn cũng đã ít nhiều là thấy cái vấn đề làm trong khi mà các bạn tạo cái màu tô chuyển, đúng không? Trong tô chuyển đó thì ngoài cái việc là hai màu, ít nhất là hai màu trộn với nhau, thì nó còn cho phép chúng ta là can thiệp vào bằng cách là cho một màu nào đó hoặc là cả hai màu đều trở nên trong. Đấy, chứ không phải là đậm đặc nguyên gốc 100%. Thế và khi mà chúng ta có được một cái đối tượng và đặt chồng lên một đối tượng khác, đấy, chúng ta muốn làm cho nó trong thì chúng ta sẽ chọn đối tượng, sau đó thì chọn transparency tool. Khi mà chúng ta chọn transparency tool thì nó sẽ hiện lên những cái tùy chọn cho phép các bạn là can thiệp vào cái kiểu làm trong này theo các phương thức khác nhau. Thực ra nó cũng có thể coi như là một cái dạng gọi là tô, đúng không? Đấy, tô hiệu ứng lên trên bề mặt và nó cũng lặp lại cho chúng ta tất cả những cái kiểu tô mà chúng ta đã giới thiệu, bao gồm này, no transparency thì không làm trong đục gì hết, đúng không? Uniform transparency tương ứng với cái kiểu của tô một màu duy nhất, và khi chúng ta chọn thế này thì bắt đầu nó sẽ kích hoạt cái trường này lên. Các bạn có thể làm ở trên thanh property hoặc các bạn có thể làm ở cái cửa sổ nhỏ nó hiện ngay bên dưới đối tượng. Và ở đây thì chúng ta sẽ có các cái tham số, hoặc là các bạn sẽ bôi đen, các bạn chọn một cái tham số nào đó các bạn đánh vào đây, hoặc là các bạn kéo cái con trượt này. Các tham số này thì nó sẽ di dịch ở trong cái quãng là gì đấy ạ? Từ 0 cho tới 100. Và nếu như là 0 thì sẽ không có trong suốt gì cả, nó đặc xịt và chúng ta không nhìn qua được cái đối tượng. Tuy nhiên là bắt đầu kéo sang phía bên phải thì là chúng ta sẽ làm trong dần, đến 100 thì là trong suốt, không nhìn thấy gì cả. Cái khái niệm làm trong của Corel này thì nó hơi ngược với lại họ nhà lốp. Họ nhà lốp thì nó coi cái thuộc tính làm trong ấy, trong đục của đối tượng là một cái thuộc tính mà vốn có của các đối tượng đó.
Đấy, chỉ có điều là điều khiển như thế nào thôi. Và nó sẽ để là cái độ trong suốt thì là 100 là đặc xịt, không nhìn quá được. Và giảm xuống dưới 100 thì là bắt đầu trong. Đến 0 thì là trong suốt, không nhìn thấy gì. Thế nhưng mà Corel thì nó không coi cái độ trong suốt này là một thuộc tính vốn có của đối tượng, mà nó lại định nghĩa rằng đây là một hiệu ứng. Cho nên là nó sẽ coi rằng là áp dụng hiệu ứng càng nhiều thì sẽ càng làm trong. Do đó nó sẽ ngược lại, không có nghĩa là tôi chưa áp dụng hiệu ứng gì cả. Còn 100 có nghĩa là áp dụng hiệu ứng đến hết mức thì nó sẽ trong suốt. Thế mà như thế thì các bạn có thể là điều khiển cái tham số này để quan sát trên thực tế. Khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng với lại cái độ trong đục này rồi thì các bạn sẽ dừng lại và các bạn có thể là sử dụng cái tính chất trong suốt này của đối tượng. Thế còn biến thể thứ 3 ở trên này là Fountain, hay là chúng ta gọi là tô chuyển, thì lúc này nó sẽ đặt ra hai điểm điều khiển. Nó cũng giống như là hai màu tô chuyển ấy. Đấy, một đầu thì sẽ là 0% và một đầu sẽ là 100%. Thì một đầu sẽ là trong suốt, một đầu sẽ là đặc. Đấy, và các bạn muốn điều khiển cái đầu nào thì các bạn bấm vào cái điểm điều khiển của cái đầu đó, sau đó thì ra giảm các tham số. Bằng cách này thì chúng ta có thể là tạo ra được những cái phép mà xử lý trong của cho đối tượng. Thế nhưng mà nó trong không đều. Đấy, đầu thì trong nhiều, đầu trong ít, kể cả sẽ có nhiều cái điểm nữa cũng được. Đấy, và quy tắc mà tô chuyển như thế nào thì các bạn cũng điều khiển cái trong suốt này như thế. Mặc định ban đầu thì nó sẽ chỉ cho các bạn hai điểm điều khiển thôi, nhưng nếu các bạn thích thì các bạn có thể bấm đủ vào một điểm nào đó ở trên cái dãy điều khiển này, và thông qua cái việc là bấm chọn vào cái điểm điều khiển mới này, các bạn có thể gia giảm thêm tham số trong suốt để mà các bạn có thể làm cái độ trong này nó thay đổi phức tạp hơn so với lại chỉ có hai điểm điều khiển lúc đầu. Thì đấy là kiểu tô trong và có nhiều độ chuyển. Thế còn nếu mà chúng ta chọn là Vector Pattern Transparency thì lúc này nó sẽ gán cái mẫu tô vào đây cho các bạn. Trong đó thì có những phần là nó sẽ để trong và có những phần nó để đục. Đấy, mẫu tô này thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái, thực ra thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ giống như là cái mẫu tô mà các bạn đã được trao đổi bữa trước ấy. Đấy, nó gán luôn cái mẫu tô vào đấy, và trong mẫu tô này thì sẽ có phần nó làm đục, có phần nó làm trong. Đấy. Đây thì các bạn sẽ thấy là nó đưa những cái mẫu tô dạng như thế này ra, và các bạn chọn lấy một kiểu đó, các bạn chọn lấy một kiểu. Sau khi mà các bạn chọn lấy một kiểu nào đó rồi thì các bạn có thể là gia giảm các tham số. Đấy, thì bấm vào cái điểm nào để điều khiển thì các bạn có thể là gia giảm ở đây. Đấy, nó sẽ làm trong cả hoặc là gì đấy, đục cả. Thì đây là gia giảm trên cả mẫu. Nhưng mà thực ra trong cái phần này thì các bạn cũng thấy rằng là có những phần là nó trong suốt. Ví dụ như là cái phần khuôn hình chữ nhật này này, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là cái phần mà trong suốt, gần như là trong suốt hoàn toàn, nó nhìn xuyên qua. Đấy. Còn cái phần màu vàng thì lại không nhìn qua được. Đấy, thì và ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó cũng vẫn có một cái tham số gọi là tham số màu chủ. Cái đối tượng này gốc đất tô màu gì thì chúng ta cũng có thể là gia giảm các tham số này để cho cái màu vàng này của chúng ta nó trong bao nhiêu hoặc nó đục bao nhiêu là chúng ta cũng có thể can thiệp được. Thế còn cái hình mẫu ở trong này thì nó sẽ làm trong riêng. Những cái tham số ví dụ như là lật ngang, lật dọc các thứ thì nó cũng điều khiển giống như là chúng ta xử lý các mẫu tô ở trong kia thôi. Thế và trong này thì nó cho các bạn ba cái tùy chọn nữa, tại vì đối tượng của chúng ta gồm có hai phần, một là đường viền, hai là bề mặt.
Thế thì nó sẽ cho các bạn ba cái tùy chọn ở trên này. On là nó sẽ làm trong cả đường viền, cả bề mặt theo cùng một tham số. Đấy, thế còn nếu mà chúng ta chọn fill thì nó sẽ chỉ làm trong cái bề mặt thôi, mà nó mặc kệ cái đường viền. Thế còn nếu mà chúng ta để outline thì nó sẽ chỉ làm trong đường viền mà nó mặc sát cái bề mặt, nó không làm trong. Đây, thế còn cũng tương tự như là cái mẫu tô, khi mà các bạn bấm vào cái biểu tượng cái ly ở đây thì cũng gần giống như là cái hộp mà mẫu tô ấy, thì nó cũng mở ra và các bạn sẽ điều chỉnh được thêm các cái tham số mà liên quan tới mẫu tô nó nằm trong này. Đấy. Thế và có một cái điều lưu ý nữa là ở trong một cái kiểu xử lý như thế này thì nó còn cho các bạn thêm một cái chế độ nữa, đó là cái chế độ hòa trộn giữa các đối tượng. Bình thường mà không có cái yêu cầu gì đặc biệt thì bao giờ các cái đối tượng nó cũng sẽ được đặt ở cái chế độ normal. Normal là nó sẽ không có cái tính chất hòa trộn giữa đối tượng trên và đối tượng dưới. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta gia giảm thay đổi các tham số này thì các bạn sẽ nhận được những cái kết quả tương đối khác nhau qua cái cách chọn hiển thị này. Đây, có lẽ là chúng ta quay trở lại cái kiểu uniform này đi thì cho nó dễ nhìn nhé. Ở đây các bạn nhìn nhé, bây giờ tôi cho nó là một tham số ví dụ như là 50%, thì bắt đầu chúng ta nhìn thấy nó hòa trộn với nhau như thế này. Thế nhưng mà nếu như mà cái này mà chúng ta lại thay đổi cái chế độ normal này đi, thực ra cái phần mà hòa trộn này thì bất kể là chế độ tô nào thì nó cũng cung cấp cho các bạn đây này. Lượng các bạn quan sát nhé, đây tôi phóng lớn lên một chút để các bạn nhìn cho nó rõ này. Đây là normal, cái màu vàng được làm trong 50%, nhìn xuyên qua và ánh xạ cái màu xanh ở dưới lên, hòa trộn thành cái màu này. Tuy nhiên nếu như bây giờ tôi thay đổi cái chế độ S này, cái phần nằm ngoài không nhìn thấy nữa mà sẽ chỉ nhìn thấy cái phần giao nhau này thôi. Đó. Subtract này, Different này, Multiply này, Divide này, If Lighter này, If Darker này, Texture, Color, Hue. Như thế là các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cùng một cái ví dụ đó, đúng không? Vẫn hai đối tượng đó, tham số màu không hề khác biệt gì cả, tham số làm trong vẫn duy trì y nguyên. Nhưng khi mà tôi thay đổi cái chế độ hòa trộn đi thì cái kết quả hiển thị nó lại cho tôi những cái hiệu quả thị giác hoàn toàn khác nhau. Đấy, và đây là một cái phần mà chúng ta nên tận dụng nó, nên thử nghiệm nó để xem là khi mà chúng ta trồng các đối tượng lên thì nó có thể tạo ra được cái hiệu quả thị giác như thế nào. Nó khác biệt đi thì nó có tạo ra được một cái gì đó mà nó đặc biệt hơn, nó khác lạ hơn hay không. Còn bình thường thì lúc nào nó cũng sẽ để cho các bạn ở cái chế độ normal như thế này. Đấy. Và đây chúng ta xem kỹ hơn một tí về cái đường viền nhé. Ví dụ bây giờ tôi cho cái đường viền nó dày hơn một tí để các bạn nhìn thấy nó rõ. Khi mà chúng ta thực hiện cái việc làm trong thì bất kể là trong theo cái kiểu nào thì nó cũng để cho các bạn ba cái tùy chọn này. Đây là ôn này, là cả hai cùng được làm trong đi, cả đường viền lẫn bề mặt. Đấy, nếu mà tôi chọn cái này fill thì nó chỉ làm trong gì đấy ạ, bề mặt thôi mà nó không tác động đến đường viền. Còn nếu tôi bấm vào outline thì nó sẽ làm gì đấy ạ, trong đường viền nó không làm trong bề mặt. Đấy, thì mặc định của chương trình thì nó bao giờ nó để ở chế độ on, tức là làm trong cả hai thứ.
Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp về cái kiểu. Đây, các bạn sẽ có một cái tùy chọn như thế này, tức là nó có một cái nút bấm ở trên thanh property, nó gọi là freeze transparency, tức là đóng băng luôn cái tham số này. Nếu mà các bạn cảm thấy là làm trong đến đây là đủ rồi đấy, và không muốn gia giảm, không muốn tạo ra thêm những cái tùy chọn khác nữa, thì các bạn thấy là chúng ta có thể bấm vào đây. Khi bấm vào đây thì các tham số là nó sẽ dừng. Các bạn sẽ thấy là hầu hết các cái tùy chọn trên này nó sẽ bị vô hiệu hóa và chúng ta không can thiệp được vào nữa. Đấy. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta là giữ nguyên được cái kiểu làm trong, độ làm trong cũng như các tham số liên quan. Đấy. Còn khi nào mà các bạn muốn mà điều khiển lại, đúng không? Thì lúc này thì chúng ta sẽ tắt bỏ cái này và chúng ta lại gia giảm lại tham số. Đấy, chứ còn nếu đã bấm vào đây thì coi như là nó sẽ vô hiệu hóa cái tùy chọn làm trong của đối tượng này để giữ cái trạng thái như là các bạn mong muốn. Các cái tùy chọn khác thì cũng tương tự như vậy thôi, đúng không? Bitmap này thì nó sẽ gán cái kiểu tô bitmap này, rồi True Color này thì nó sẽ gán kiểu True Color, rồi sổ ra thì chúng ta cũng có texture, vân vân. Thì thực ra thì về mặt nguyên tắc thì nó cũng giống nhau, đã làm được một cái thì các cái kia thì nó cũng tương tự như vậy thôi, cũng không có gì quá nhiều quá khác biệt. Thế còn ở cuối này thì chúng ta có thêm một cái tùy chọn là cái phần copy transparency. Đấy, nếu mà chúng ta muốn làm một cái đối tượng nào đó mà nó cũng có cái tính chất trong giống như một cái mẫu đã có thì chúng ta bấm vào đây. Và khi xuất hiện cái mũi tên đen to này thì các bạn bấm vào một cái mẫu mà đã cho thì nó sẽ gán theo cái mẫu đó cho cái đối tượng mới này. Cái này thì cũng thực ra là cũng cần thiết. Vì sao? Vì ví dụ như là khi chúng ta làm một cái mẫu tô trong như thế này chẳng hạn. Đấy, thường thường ví dụ như là tôi mô phỏng một cái vách ngăn hay một cái tủ kính hay là một cái bể cá vân vân, những cái chất liệu mà nó có tính chất xuyên thấu như thế. Thế thì trong một cái thiết kế của chúng ta thì có thể là có nhiều mảnh, nhiều vách mà nó cũng cùng một chất liệu. Đấy, thì khi mà tôi làm một cái vách này xong thì tôi chuyển sang cái kia thì nó sẽ cùng một cái độ trong, cùng một cái kiểu. Đấy. Thì chúng ta sẽ copy cho nó nhanh, thay vì việc là cứ mỗi một cái tấm như thế chúng ta làm, chúng ta lại phải gia giảm lại các tham số thì nó sẽ rất mất thời gian. Thì đấy là cái phần làm trong. Thực ra thì nó cũng tương đối là đơn giản, các bạn thực hành một chút là các bạn có thể là nắm được cái quy tắc làm việc của cái kiểu tô transparency này thôi.